Xin chào tất cả quý vị, hôm nay B Audio Sài Gòn xin gửi tới quý vị một cái bộ rebound vô cùng khủng đến từ hãng Musical Fidelity, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và cái bộ này là được sản xuất tại Anh luôn nha quý vị, được sản xuất tại Anh luôn. Thì cái bộ rebound này lúc mới xuất xưởng bán là hơn 3.000 đô nha. Và tất nhiên ngày hôm nay với mức giá B gửi đến quý vị là chưa tới một nửa của 3.000 quý vị ạ. Chưa tới luôn nha, rất là mềm mại luôn. Thì về thiết kế ngoại hình vô cùng đơn giản, nhưng mà khi quý vị bị tháo nội thất bên trong thì quý vị thấy nó không hề đơn giản như quý vị, rất là khủng luôn. Bao chạy 4 tầng floor và rè cũng chạy 4 tầng floor. Thì để mình quay trước, mình quay bên ngoài kỹ lưỡng cho quý vị xem từng góc cạnh. À, cái này nó có remote theo luôn nha quý vị, có remote đây. Đây quý vị nhìn nè, màu silver rất là sang. Và đây là một trong những cái màu chủ chốt của những sản phẩm của cái hãng Musical Fidelity. Hầu như là nhiều sản phẩm là nó sẽ làm cái màu silver như thế này. Trước sau đều đẹp hết nha quý vị. Trước sau đều đẹp hết nè, bây giờ bị quay phía sau. Đây, cái nơi sản xuất của nó là ở đây, nó để Manufacture in England nha quý vị, bởi cái hãng này. Và nguồn điện châu Âu thì 230V, nên về là chúng ta khỏi phải sợ cháy và khỏi cần phải có cái biến áp để đổi điện quý vị. Ở phía trước thì quý vị nhìn đơn giản, rất là đơn giản. Đây, công suất của nó cực kỳ khủng. Đối với loa 4 ôm là 420W cho loa 4 ôm, 2 cặp nha. Còn loa 8 ôm là 240W cho 2 loa chứ, đi nhầm 2 loa chứ không phải 2 cặp, 2 loa. Đây, một công suất cực kỳ khủng. Rồi bây giờ Bi tháo nha quý vị. Bi tháo quý vị đợi một tí nha. Rồi bây giờ quý vị xem bên trong nè. Wow, cực kỳ khủng luôn. Xứng đáng với mức giá ban đầu quý vị ạ. Rất là xứng đáng luôn. Và cái bộ này đảm bảo trên thị trường cực kỳ hiếm, rất hiếm luôn. Rất hiếm luôn quý vị. Mà để được một cái bộ đẹp này nữa thì phải nói là vô cùng khó để tìm một cái bộ đẹp nha. Đây quý vị thấy tầng phô không? 4 cái tầng phô. Hồi xưa giờ mình mở âm ly, mình mở bao, mình mở rề nhiều rồi, nhưng mà hình như cũng là lần đầu tiên mình thấy quý vị ạ. 2 tầng phô tròn, 2 tầng phô vuông. Quý vị nhìn tụ các thứ nha. Câu này đúng mới từ trong ra ngoài, rất là mới luôn. Quý vị nào mà đang cần tìm ghép với những cái cặp loa khó tính châu Âu hoặc châu Mỹ, quý vị hãy thử cái bộ rebound này đi. Chất âm rất là hay. Tí nữa Bi thử nhà cho quý vị ngay luôn. Thì số điện thoại của mình là ở bên góc màn hình nha quý vị, 0907386304. Nếu quý vị mà xưa nay đang săn lùng cái bộ này, thì thật ra có, nếu như nguyên một bộ bao rè này thì nó hiếm, rất là hiếm. Có đôi lúc là có bao không, có đôi lúc là có rè không quý vị. Nhưng mà nguyên một bộ như vậy là rất là hiếm nha. Model của nó, ủa, Bi quên chưa báo model này quý vị. A3CR Dual cho quý vị, model của nó đây. Rồi bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng nghe chất âm. Hình là Bi up lên Zalo để quý vị vào xem, quý vị cứ vào Zalo của Bi để xem hình nha. Và quý vị cũng đừng quên mình vẫn bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc nha quý vị, nhạc lossless chất lượng cao. Thì USB với dung lượng 128GB mình bán 800.000, còn USB 1000GB OSSD bị bán 2.500.000 quý vị. Còn ổ cứng 1000GB thì 2.000.000, nó rẻ hơn USB nha. Rồi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức cái bộ rebound vô cùng khủng và vô cùng đẹp đến từ Anh Quốc này nha quý vị. Chiều nay còn mưa,
làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháng cũ, dài tay em ấy qua mắt xanh xao, nghe lá thu mơ gieo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Trên hàng lá nhỏ buổi chiều ngồi ngóng những chiến mơ hồ, trên bước chân em ông thầm lá đổ, trượt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em nhớ những vết chim xin, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Thầm lá đổ, trượt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau khổ, làm sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết mưa đã không đâu, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau soi đá cũng cần có nhau. Thank you.
nghe tiếng ru cuộc đời đó có bao